Và các quý vị lúc này đang là buổi sáng ngày 26 tháng 12 2018 và chúng tôi vừa về bộ bàn ghế. Nhiều thì thấy sang đấy. Chúng tôi vừa về bộ bàn ghế gỗ cụ Tao Quảng Bình lên xe để chuyển hàng về. À, cho anh mượn cái giấy cái. Chuyển hàng về huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang. Đây là bộ bàn ghế gỗ cụ Tao Quảng Bình cột 10 x 6 thứ. Và sau khi bộ này đi rồi thì xưởng vẫn đang còn được khoảng 50 bộ nữa. Như vậy là bác về thôn Bình An, xã Tiền Phong, huyện Yên Dũng, đi từ ngã tư Tử Thần, khu công nghiệp Sông Khê, Bắc Giang vào. Khu công nghiệp Sông Khê hay là Sông Khê gì đấy, Bắc Giang, thuộc về thôn Bình An, xã Tiền Phong, huyện Yên Dũng. Đây hình ảnh đang quay tại tầng 1 khu B và bên kia là khu A của thành phố Đức Hiền. Ghế cụ Tao Quảng Bình chọn Vân là mặt hàng rất là có thương hiệu của thành phố Đức Hiền. Chúng tôi làm lâu năm và đã cũng tích trữ được một số cái gỗ Vân đẹp từ lâu rồi. Cảm ơn quý vị đã quan tâm và hẹn gặp lại quý vị trong những clip sau.